Xin chào tất cả mọi người. Trước mắt chúng ta là tay vợt số 1 Việt Nam. Thời điểm hiện tại là tay vợt Lý Hoàng Lam. Xin hỏi Lam là Lam đến với giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam Cúp Lạch Tray 2019 với tình trạng sức khỏe ra làm sao và có những cái động lực gì và có cái tinh thần tốt nhất không? Hiện tại thì sức khỏe của Lam đang rất là tốt. Thật sự là chân đã tuyệt vời luôn, vì đây cũng là lần đầu tiên Lam đến với Hải Phòng và sân Lạch Tray. Thì cảm giác hiện tại thời tiết ở đây thì rất là nóng, nóng hơn ở trong miền Nam mình, nhưng mà Lam đã chuẩn bị mọi thứ cho giải đấu này và hiện tại sức khỏe rất là tốt. Mình cũng là một người rất hâm mộ Lý Hoàng Lam và mình đã có nhiều bức ảnh sưu tầm về Lý Hoàng Lam rồi. Thì hôm nay tận mắt được nhìn thấy Lý Hoàng Lam thì cũng có xin được quay hình của Lý Hoàng Lam được phép. Thì chúc Lý Hoàng Lam đến với giải đấu này có một thành công tuyệt đối và mang cúp về cho đơn vị của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Thực sự thì em rất là cảm ơn vì anh luôn theo dõi bọn cậu em. Thì hôm nay thì em cũng quay clip này để dành tặng cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Lý Hoàng Lam nhé.